Con đi đâu quá trời? Con đi chơi nhà đâu kìa. Nhà vô nhà ai? Vô nhà này. Này. Này nhà đó của ai ạ? Nhà của mẹ. Bà đó tên gì? Bà tên cái nhà. Bà tên gì? Cái nhà. Ở nhà. Mày biết mẹ biết ở nhà rồi, nhưng mà cái bà tên gì? Bà tên Bảy hả? Dạ. Xạ quá, bà tên gì? Didi. Dolores. Đúng rồi, bà tên Dolores. Có cái miệng nó thiệt nhìn giống đúng Halloween luôn. Chị, lại hửi hoa con hoa thơm không con? Hả? Lại hửi con hoa thơm không con? À, con đang là con nhặt cánh hoa rơi đó, giống như cánh hồng phai vậy đó. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài, cuộc tình đi qua trong em. Rồi thôi đi nè, bây giờ đi ra chơi tubing cho cô chú coi nha. Tubing, you want tubing? Yeah. Yes. Đi con, đi ra thuyền con. Không. Đi ra thuyền, có ba ngoài đó mình chơi shopping. Con thấy ba mới mua cái đó không? Đó, mình vô chổng mình chơi. Để lên. Đi, mình ra ra ngoài chơi. Đi thôi nghe, không có chạy nha. Dạ mẹ. Không có ok. Mẹ nói là phải nóng. Nóng hả? Nóng thì đi nhanh lên. Hả? Mang giày vô hả? Rồi vô lấy giày mang vô. Mẹ lấy giày con hả? À, trời ơi, Chúa Tể làm biến nè, sao một trời ơi, sao một đứa nữa sai tôi nữa trời. Hả, sao bà giống cái gì mà đi giống dữ vậy, hả? Mẹ lấy giày. Mẹ sao? Mẹ lấy giày con hả, con đừng nó làm biến dữ lắm. Nó, ví dụ như nó làm cái gì là đứng đó hối, mẹ làm đi, hay lắm. Đi vô lấy giày kìa chay kìa. Kìa, coi cái cô đó cô không dám đi kìa chay kìa. Chơi, xa đang chút chơi ơi. Đi vô lấy giày mang vô nóng chân kìa. Quên, còn vô lấy khăn nữa chứ quên. Tự nhiên đi ra đi, mình nên đi vô lấy khăn nữa kìa. Ôi, làm biến nè, chưa gì là thấy là làm biến. Chưa gì là thấy là thêm một nhân vật làm biến nữa rồi nè. Rồi, đi vô lấy khăn rồi. Kìa, cầm cái khăn đồ vô. Rồi lấy đôi giày màu hồng mang vô. Giày màu hồng mẹ mới mua đâu. Hôm qua đi công ty. Thấy chưa? Có bước lên cái này không mà cũng để té. Làm sao? À không nói chuyện nữa hả? Con không muốn mẹ quay nữa hả? Con muốn mẹ tắt máy quay phải không? Con này nó càng lớn là nó càng khó, không muốn mình quay. Tao không nói không. Ta không nói nữa, Rồi im, kéo. Mày mỏ lại, đây. Mang giày vô đây. Hi. Mẹ làm. Cái gì? Ai làm? Mẹ đâu biết đâu, nãy giờ mẹ đi công việc mẹ nhà đâu biết ai làm đâu. Ai là người sắp giày lại vậy? Hả? Ai là người sắp xếp giày dép lại vậy? Con hả ba? Mẹ đâu làm đâu, nãy giờ mẹ đi công chuyện mà. Ai làm? Ba làm giỏi. Ba giỏi quá. Ủa con dài mẹ đâu? Đi. Con dài mẹ đâu? Mẹ. Con vô lấy cho mẹ đi. Ok. Ok giỏi. Thích dài. Lấy cho ba. Thích dài nào lấy dài đó cho mẹ nha. Mẹ. À vậy đó hả, cũng được. Ok. Ok, cảm ơn chay. Yeah, let's go. Come on. Come on. Trời ơi, trời. Có ớn chưa? Oh, what about sunscreen? It's in the bag. Ok, có cái gì đó. Let's go. Có chống nắng luôn rồi. Let's go. Rồi bây giờ hết nóng chân chưa? Yeah. Khỏe chưa? Yeah. Chay nói đi, khỏe ru. Đúng rồi. Đó, đi cây tân té nữa đi. Trời ơi, coi tướng đi nè.
Đúng rồi, đi như đại ca luôn, đi y như mẹ nó luôn. Giang hồ với đại ca là phải đi tướng vậy chứ, mà đi tướng bình thường sao gọi là giang hồ với đại ca. Đó, đi tướng phải quẩy quẩy hai cái tay vậy đó. Đó, trời ơi. Chay đi, be careful nha. Dạ mẹ. What you forgot? Hả? Phone. Rồi lên đi chay. Coi chừng nóng nha, cái đó nó cũng nóng lắm á. Đúng rồi. Đó, đây nè cô chú ơi, ba chay mới mua cái này nè. Nếu mà cô chú có coi cái livestream ngày hôm nay á, thì đó, biết sao mua cái này để cho nó trũng trũng chay, nó ngồi vô trong đó được. Đó. Từ từ để ra ngoài. Ok, you ready? There's sunglasses for JD right on the shoe rack. Did you grab them? There's no, two no, pair. No, no, we don't need to. Okay. Where is the sunscreen? Let's put sunscreen on first. Trời ơi, có đó bả leo lên kìa, có được bả không? Này nó bự lắm cô chú, cái này nó cho được khoảng 1, 2, 3, 4 người. This is like for 4 people. Yeah, it can fit 4 people. Trời ơi, có bả ngồi lên kìa, trời ơi, ngồi cũng vui chưa? Hello các bạn. Hello, cởi dài. Ừ, cởi dài đi. Cởi dài là không lấy nước. À, cởi dài ra không dính nước, đúng rồi. Don't throw your shoes in the lake. Rồi đây là bây giờ mày xức kem chống nắng đi cho chay nha. Hả? Nè. Cái này à. Rồi đưa đây, bây giờ nhắm mắt lại. Che mặt lại. Sit. Ủa chưa. Phải dặn, cái này phải dặn cái gì á, mới mới sạch được. Ủa sao kỳ vậy? Ok. Rồi đưa mặt đó. Rồi, chay đi đang bye bye mấy người hàng xóm. Để chuẩn bị đi đâu? Đi đâu? Tắm. Đi tắm, đúng rồi, giỏi. Con có cho ngoại đi tắm không? Dạ. Có không? Wow. Wow. Con nói đi xém té. Nói coi, nói xém té. Thôi bây giờ dịnh lại kìa, coi dịnh lại cứ ngắt luôn nè. Hold tight nha. Baby, I think we should stop from here. Rồi, bây giờ dừng lại đây đi. Mẹ với chay mặc đồ vô. Should I wear my life vest? Yes, you have to. She has to wear it. You have to wear it. Okay, where is it? Can you get me my life vest, please? Rồi, mẹ cũng phải mặc áo vest của mẹ vô luôn. Áo vest của mẹ. I think she wearing this one is better for her arm. Okay, whatever you want to put in. Put it in for her, please. Ready? Bước xuống này nào. Đứng dưới. Thôi đừng đập, đứng đập, bước xuống luôn. Đứng dưới này. Đó, đụng nước đi. Đó. Thấy chưa? Đó, bước xuống bước nữa. Lạnh. Lạnh quá. Bước xuống bước nữa. Chạy bước xuống bước nữa. Đây nè, dưới đây còn nè. Bước xuống. Baby, you gotta jump in and let her hang on the ladder. It's so cold. Is it cold? Here. Lạnh quá. Wow. Lạnh quá đi. Yeah, lạnh quá đi. Đây. Đây mẹ cầm cho mày dính cho. It'll float you. Con có áo phao trong mà con sợ gì? Lạnh quá. Nhưng mà đứng một chút thì đỡ. Nhìn cô chú, hello cô chú kìa chơi kìa. Kìa, má hello cô chú kìa, ba kìa. Lạnh không? Dạ. Trời lạnh mà cái chân như nước đá luôn. Chân như đá. Ừ, chân như đá luôn hả chơi. Ủa sao lên rồi? Hả? Này sao? Cũng muốn chơi cái này hả? Yeah, she wants to go in the float. Cũng muốn go for float hả? Dạ. Con không muốn đứng dưới nước tắm hả? Con muốn lên đây ngồi phải không? But the float is not wet inside. Nhưng mà ở trong này không có nước. Here, hand me my vest, baby.
Rồi, lên ngồi đi. Rồi, muốn ngồi không ướt hả? Dạ. Rồi. Rồi, đi giờ đi nữa không? Đi so fast không? No, we can't go so fast. You don't have the right light. You have the swimming vest on. You don't have the so fast vest. What? What way? Nắng mà cái nắng này nắng ghê thì kêu nắng này mà nắng nắng nóng da luôn. Rồi sao nữa? Giờ muốn gì nữa? Giờ con muốn tắm hay là con muốn ngồi đây? Ngồi. Muốn tắm không? Muốn ngồi đây. Is it too hot? Do you want to jump không? In? Dạ. Muốn tắm không? Dạ, muốn tắm. Rồi, muốn tắm thì đứng xuống dưới kia tắm. Okay. We're in the deepest part of the lake, 80 feet below you. Hàng chi nó lạnh. Đang ở cái độ sâu nhất. Yeah, that's why it's cold. Đang ở cái độ mà lạnh nhất của JD, wait for mommy. Của cái hồ quá trời, có bác câu trời, câu trời. She's such a... Bà lanh như chưa? Bà lanh, bà trèo xuống kìa. She's such a trooper. Rồi, đứng xuống. Muốn đi tắm. Đang ở cái độ mà gọi là 80 feet của cái hồ á. Là 1 feet á. Hình như là... Baby, is it 1 feet? Is it 1 meter? No. Foot is like 12 inches. Like a ruler. Ngọc cũng không biết một feet là bao nhiêu mét nữa. Nhưng mà ở dưới đây là 80 feet. Là feet là giống như bước chân của mình hả ta? Một feet là một chả biết luôn. Phải lên mạng xem. Lạnh không? You wanna go in? Go in. No. Tắm không? Baby, jump in and just let her hang on to it. It's so cold. Honey, it's gonna be nice when you get in. It's cold because you're on the half air, half water. Just do it. Show your audience you care. Do it for the Instagram. Instagram. It's a phrase. It's a saying. Cái gì rất kỳ? Rất kỳ bên kia. Bên kia rất kỳ sao? Rất kỳ. Nó nói có gì đâu rất kỳ. Chay rửa này, chay rửa nè. Rửa. Máy này không bao giờ được rửa. Tắm không? Nhảy nhảy xuống sâu chút đi. Bỏ ra mẹ ôm cho mẹ đâu có thả con đâu. Đó. Oh. JD, swim. Swim, you're doing it. Swim, you're doing it. Wow, JD is swimming in the deepest part of the lake. She's so brave. Wow, cái này là yeah, it's literally it doesn't sink her. Mom, it's cold. Cold hả con? Yeah. Lạnh hả con? Yeah, it's just for swimming. Rồi, đây coi. Okay, let's go to a warmer part of the lake. Yeah, đi tới chỗ nào ấm chút đi. Yeah. Rồi, đi vô.